Hôm nay, chúng ta hãy mở sách Malachi chương 3 và tìm hiểu về thiên sứ của sự giáo ước. Chương 3 câu 1 Này, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta, và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thinh linh vào trong đền thờ ngài. Tức là thiên sứ của sự giáo ước mà các ngươi trông mong. Này, ngài đến, Đức Diều và vạn quân phán vậy. Nhưng Ngài sẽ đương nổi ngày Ngài đến và ai đứng được khi Ngài hiện ra vì Ngài giống như lửa của thợ luyện như cho thợ giặt. Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch. Ngài sẽ chùi các con trai Lê Vi làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc. Chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va trong sự công bình. Khi Đức Chúa Trời đến trái đất này, Ngài sẽ hiện ra như thế nào? Đức Chúa Trời đã tiên tri trước về điều này thông qua Đức tiên tri Malachi. Đức Chúa Trời, đấng mà chúng ta hàng mong đợi, sẽ đến trái đất này với tư cách là thiên sứ của sự giáo ước. Và trước khi Ngài đến, Ngài chắc chắn sẽ sai sứ giả đến để dọn đường cho Ngài. Trước tiên, chúng ta hãy cùng mở ma Matthew chương 11 để hiểu về mối quan hệ giữa lời tiên tri này và sự ứng nghiệm. Đức Chúa Trời phán rằng, ta sẽ sai sứ giả của ta đến. Ai là sứ giả này và ngoài ra, ai là thiên sứ của sự giao ước đến sau sứ giả ấy? Trường 11 câu 1 Và Đức Chúa Giêsu đã dạy các điều đó cho 12 môn đồ rồi. Bèn khỏi chỗ này đang đi giảng dạy trong các thành sứ đó. Khi rằng ở trong ngục nghe nói về các công việc của Đấng Christ, thì sai môn đồ mình đến, thưa cùng Ngài rằng, Thầy có phải là đấng, phải đến, hay là chúng tôi còn phải đợi đấng khác chăng? Câu 4 Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hãy về, thuật lại cùng răng những điều các ngươi nghe và thấy. Kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe. Kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành. Phước cho ai chẳng vấp phạm vì cớ ta. Khi họ ra về, Đức Chúa Giêsu mới phán về việc răng cho đoàn dân nghe. Tại đây, Đức Chúa Giêsu đang dạy cho mọi người biết rằng bắp tít đã được tiên tri trong kinh thánh như thế nào. Câu 7 Khi họ ra về, Đức Chúa Giêsu mới phán về việc răng cho đoàn dân nghe rằng các người đã đi xem chi trong đồng vắng, có phải xem cây sậy bị gió rung chăng? Các người đi xem cái chi nữa, có phải xem người mặc áo tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo tốt đẹp thì ở trong đền vua. Nhưng các ngươi lại đi xem cái chi nữa, có phải là xem đấng tiên chi chăng? Phải, ta nói cùng các ngươi cũng hơn đấng tiên chi nữa. Ấy, vì người đó mà có chép rằng. Này, ta sai sứ ta đến trước mặt con, đặng dọn đường sẵn cho con đi. Người được Đức Chúa Trời sai đến trước là Giang Báp Tít. Giang Báp Tít là người đã được sai đến trái đất này với sứ mệnh đi trước Đấng christ và dọn đường cho Đức Chúa Trời. Vậy thì, nhân vật được tiên tri trong Malachi chương 3 là Giang Báp Tít và Đấng xuất hiện sau Giang Báp Tít. Giang Bát đã được sai đến để dọn đường cho Đấng Christ và Đấng Christ Đấng đến sau ông sẽ đến trái đất này với tư cách là thiên sứ của sự giáo ước. Vậy, hãy tìm hiểu xem răng đã được sai xuống trái đất để dọn đường cho ai. Chúng ta hãy cùng mở răng chương 1. Hãy xem răng chương 1 câu 29. Qua ngày sau, răng, răng ở đây là răng bắp tít. Thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói rằng, kia, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ấy về đấng đó mà ta đã nói có một người đến sau ta. Theo Malachi chương 3 câu 1, thì trước tiên phải có người đến trái đất này để dọn đường cho Đức Chúa Trời. Đó là ai vậy? Đó là răng bắp tít. Sau đó, ai sẽ đến trái đất Thiên sứ của sự giáo ước sẽ đến. Đây là cảnh Giăng Báp Tít làm chứng về đấng là thiên sứ của sự giáo ước. Câu 30 Ấy về đấng đó mà ta đã nói, có một người đến sau ta, trồi hơn ta, vì người vốn trước ta. Vậy thì chúng ta có thể hiểu trọn vẹn lời tiên tri trong Malachi chương 3 câu 1. Sứ giả được sai đến để dọn đường cho Đức Chúa Trời là Giang Báp Tít. Ai là thiên sứ của sự giáo ước? Đến sau Giang Báp Tít. Ngài là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu đã đến trái đất này với sứ mệnh của thiên sứ của sự giáo ước. Ngài đã đến trái đất này với tư cách là thiên sứ của sự giáo ước. Và thông qua giáo ước, Ngài cho phép chúng ta, những người đã bị định phải chết vì tội lỗi, được ăn năn tội lỗi và được chuộc tội Thế mà, Ngài đã đến trái đất này một lần nữa chẳng phải vậy sao? Tại sao Ngài đã đến? Đó là vì giáo ước đã bị phá vỡ, giáo ước ấy đã hoàn toàn bị phá hủy. Không có giáo ước này, chúng ta không thể được cứu rỗi. Đó là lý do Ngài đến trái đất này lần thứ hai để lập lại giáo ước đã bị mất và cứu chúng ta. Vì Ngài đã đến trái đất này lần thứ hai với tư cách là thiên sứ của sự giáo ước, nên Ngài chắc chắn phải lập lại giáo ước một lần nữa có phải không? ngài phải lập giáo ước thật vậy ngài đã khôi phục giáo ước trên đất này là giáo ước đã được lập trong quá khứ rồi thăng thiên trở về trời